hương xin kính chào tất cả các quý khán giả đã trở lại với kênh hương chuối vlog ạ à. thì một ngày mới nữa lại bắt đầu à, hôm nay là thứ bảy ở cali à, gần 1 giờ rồi hương cũng chuẩn bị đi làm và trước khi đi làm thì hương cũng tranh thủ chia sẻ một đoạn ngắn video để cho youtube hương có tương tác ha và cũng kính chúc cả nhà một uh, những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui nhiều sức khỏe và ấm áp hạnh phúc bên gia đình và người thân ạ à. và cũng để uh, um hương luôn luôn chia ăn và biết ơn tấn khán giả đã vào lắng nghe chia sẻ video của hương và cũng để cho kênh của hương có cái tương tác nhiều à, xin quý khán giả nếu thích video thì hãy để lại cho hương một ngón tay đẹp ha và những lời bình luận để hương hiểu ha và tiếp tục góp ý ý kiến để làm cho cái kênh mình ngày càng tốt đẹp hơn à, và À, Hương cũng có động lực để tiếp tục lan tỏ những cái công việc yêu thương đặc biệt là lan tỏ cho idol ca sĩ Hồ Văn Cường và ngoài đó những những cái tấm lòng nhân ái những việc làm ý nghĩa cao đẹp và chung quanh chung quanh của cuộc sống của chúng ta thì đặc biệt hôm nay nhân cái ngày lễ ngày mai là chủ nhật 12 tháng 5 là nhân cái ngày lễ 11 tháng 5 bên Hương và Việt Nam 12 tháng 5 và nhân ngày lễ mẹ khắp nơi đặc biệt là nước Mỹ à, tổ chức cái ngày lễ mẹ rất là um, hoành tráng, rất là ý nghĩa nhất và Hương tin rằng trong mỗi người chúng ta không chỉ ở nước Mỹ ngày nào cũng là ngày lễ của mẹ ha. trong lòng chúng ta ngày lễ nào cũng là ngày lễ mẹ à, không cần có những món quà và chỉ thể hiện bằng tấm lòng yêu thương ha của người con hiếu thảo và quan tâm đến mẹ như thế là đủ ha và xin chúc tất cả những khán giả có một ngày lễ mẹ thật là vui vẻ hạnh phúc và ấm áp nhất và đông đầy tình nghĩa yêu thương thì bi bi có nói là trong vũ trụ có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim của người mẹ và thật đúng như vậy trái tim của người mẹ thật là bao la và bao dung và luôn luôn lo lắng và thương yêu đùm bọc chở che và là cái nơi ấm áp nhất để chúng ta tìm cái chỗ quay về và cái chỗ nương tựa vẫn là trái tim của người mẹ ha đã sinh ra và dưỡng dục thì nuôi ta lớn lên thì mẹ của chúng ta đã cho chúng ta nhiều cái đã hy sinh cho chúng ta nhiều thì một cái tình thương yêu của người mẹ lúc nào cũng uh, chủ đề người mẹ là một cái chủ đề rất là ý nghĩa và uh, có rất nhiều điều thiêng liêng và cao cả khi chúng ta nói về mẹ thì hương cũng uh, có một câu một bài mẹ là ai câu nói hay về cuộc tình yêu và cuộc sống hương cũng muốn chia sẻ đọc lên đây uh, cho mọi người biết ha thì hương sẽ đọc nè mẹ là ai Mẹ là người đàn bà thích nói nhiều đến nỗi mà chúng ta bực mình rồi sẵn sàng đáp lại những ngôn từ khó nghe, thậm chí vô phép để rồi bà lặng lặng quay đi như người mang tội ấy. Mẹ là người đàn bà mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn vằn mắt à, hắn giọng lên mà cáo bẩn, gắt gỏng hay to tiếng với bà ấy để thỏa cơn bực dọc của mình ấy. Mẹ là người đàn bà cứ lặng lẽ bếp núc hàng ngày cho chúng ta ăn no, cho chúng ta ăn những bữa cơm mà lắm khi chúng ta còn chê ổng, chê eo, khó chịu, bỏ đũa, quẳng bát, chẳng ăn lấy vài miếng ấy. Mẹ là người đàn bà mà chúng ta đi học vẫn nhắc bà đến tháng phải nộp tiền học phí, tiền ăn, tiền phòng trọ, tiền sinh nhật, đứa bạn lớp bên hay quà tặng người yêu vừa mới quen tháng trước mà đã thấy ngọt ngào thấm thiết quá đổi ấy mẹ là người vội vàng chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi mua thuốc khi chúng ta mới chỉ ho hắng hay nóng đầu một chút do dầm mưa hay dậy nắng vì nghịch ngợm ấy mẹ là người mà căn dặn đủ điều dặn đi dặn lại mấy thứ vật vảnh mà ta cho là biết hết rồi trước khi rời khỏi nhà và cũng là người lặng lẽ nhìn nước mắt hay bộ mặt đau đớn buồn tuổi của chúng ta khi trở về với những lỗi lầm ấy mẹ là người mà có gì cũng mua sắm hết cho chúng ta nhưng chúng ta lại đi mua sắm đồ cho những người yêu hay đám bạn khiến ta thú, vui thú ấy mẹ là người luôn đuổi chúng ta đi và khám phá những chân trời tri thức mới nhưng cũng luôn mở rộng vòng tay và đón chúng ta trở về trong thất bại ê chề ấy mẹ là người tạo tầng cả đời để chăm bẩm và với đôi mắt chỉ để dõi theo cuộc đời chúng ta xem chúng ta hân hoan đoạn trường hay an bình trọn vẹn ấy nhưng với chúng ta mẹ là ai, có lẽ mẹ chỉ là niềm an ủi dự trữ trong cuộc đời của chúng ta. Thì một cái bài này ha để à, à, chúng ta phải suy ngẫm ha à, những gì mà mẹ đã làm và đã hy sinh chúng ta và những chúng ta đã mà thật sự đã có những lúc ha thì nó cũng mình cũng có những lúc mình vi phạm thì tình yêu của mẹ luôn 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 bao la ha thì cái bài này hương chia sẻ thì rất là hay để chúng ta suy nghĩ là ngẫm lại ha à, chúng ta đã làm gì cho mẹ ha những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc và có những cái câu nói cũng hay mẹ chúng ta thương yêu chúng ta để rồi một chúng ta cũng cũng giống như hương chúng ta cũng có trách nhiệm lớn rồi ha mình cũng có trách nhiệm và lại với con của mình và một cái tình thương yêu của mình dành cho con của mình trái tim của người mẹ vẫn là ấm áp nhất và à, chân thành nhất mà bao sự hy sinh để dành cho con thì cũng một câu nói ha mẹ không giàu à, mẹ không giàu nhưng luôn cố gắng lo cho con đầy đủ nhất mẹ không đẹp nhưng những gì tốt đẹp nhất mẹ dành cho con thì đó là cái tâm tư và cái tình cảm trái tim của người mẹ luôn luôn ấm áp nhất ha mẹ không giàu có nhất nhưng mà mẹ vẫn luôn luôn cố gắng lo cho con đầy đủ nhất mẹ không đẹp nhưng những gì tốt đẹp nhất mẹ dành hết cho con thì để chúng ta suy nghĩ lại ha trái tim người mẹ luôn ấm áp và bao sự hy sinh gì cho con gì cho con thì trái tim chúng ta trong một cái căn nhà chúng ta À, thương yêu idol ca sĩ hồ văn cường thì chúng ta cũng giống như những người cô những người mẹ luôn luôn à, dành những hết tình yêu thương cho con đứa con của mình ha như là đứa con của mình à, dành những gì tốt đẹp nhất thì à, cái đó là điều rất là trân quý và chúng ta hãy tiếp tục và yêu thương và luôn luôn đồng hành à, cùng với idol của mình ha à, và tiếp tục cái tim đó vẫn luôn ấm áp và, và tràn đầy bao cái điều yêu thương nhất và cũng tiếp tục câu chuyện yêu thương lan tỏ về idol ca sĩ hồ văn cường thì hương cũng chia sẻ những cái thông tin thì trong cái tháng năm này thì à chỉ à, chưa có những cái MV ha thì chỉ có những cái bài hát trên YouTube Hồ Văn Cường thì chúng ta tiếp tục nghe nhạc và những cái show diễn sắp tới trong tháng 5, 30 tháng 5, 1 tháng 6 và à, 8 tháng 6 thì vẫn là trang YouTube của Hồ Văn Cường Official thì cả nhà vẫn vào à, tương tác ha, mỗi ngày à, à, không cố gắng mình nghe và tìm kiếm trên cái trang đó để cho con có lượt tương tác à, YouTube để lâu quá không ai giàu ha không có tương tác trên kênh thì cũng giống như youtube nó mất đi sự giống như hương mất đi sự đề xuất một ngày mà hương làm không làm video thì video hương cũng không được đề xuất và không có lượng view cao và cho nên mọi người cố gắng ha mỗi ngày nên giàu nghe nhạc tìm kiếm trên trang nhà của con mình không có thời gian nhiều thì vẫn nghe một ít ha để cho cái kênh giữ cái tương tác và được đánh giá cái kênh tốt và nhiều bài hát đang chờ triệu view đang chờ chúng ta thì Hồ Văn Cường official vẫn là 166.000 người đăng ký đi cả nhà ha. Thì tiếp tục và cứ cố gắng mình Hương thấy có nhiều ý kiến là mình nên nghe những bài hát nào các bạn nghe đi đâu mình nghe thì cái đó là quyền ý kiến riêng tư cá nhân nhưng đây là trang nhà chính thức kênh chính thức của ca sĩ hồ văn cường thì mình lâu lâu mình vẫn vào nghe và tương tác cùng với con thì uh, uh, những cường điều hát ha, thế thì hương không có ý kiến gì hết ha thì uh, cứ đây là trang nhà đi đâu rồi thì uh, cũng quay về trang nhà ha, ghé thăm trang nhà của con cường và À, tương tác với cường trên kênh youtube của cường chỉ có thế thôi và nhiều bài hát cũng rất là nhiều bài hát đang chờ chúng ta triệu view trong đây à, và đặc biệt là mv nè người ơi đừng bỏ quê và giống như tiếp tục hương vẫn nói hai cái bài đang chờ đợi chúng ta à, đưa, đưa lên triệu view để có thể là một cái món quà cho cường trong cái show 30 tháng 5 này thì Đà Lạt Hoàng Hôn nè 532.000 và thương về miền đất lạnh thì 402.000 ha. vì um, um, đó là cái trang kênh YouTube của Hồ Văn Cường thì bài cung đàn thương nhớ hôm nay sau khi đã được triệu view thì hôm nay đã được bao nhiêu thì Hương đã Hương để tắt để đây là quảng cáo ha thì để cho nó quảng cáo. Thì um, cung đàn thương nhớ thì 1 triệu sau khi một triệu mốt rồi một triệu 1 100 ha 1 triệu 144 ngàn à, 1 triệu 144 ngàn thì cái bài mà đạt triệu view rồi nhiều hai bài ha thì cố gắng cả nhà tiếp tục nghe nhạc ha và trong khi chờ đợi show thì nghe nhạc và cứ lan tỏ và yêu thương và những ai có điều kiện đu show thì đăng ký vé show mua vé đi show thì gặp lại những cái thần tượng của mà mọi người đều yêu thích ha, nhà ca thầy lý minh trí là nhạc sĩ nguyễn minh cường và nhạc sĩ nguyễn nhất huy cùng với các dàn ngôi sao đà đàm vĩnh hưng lâm hùng ha thì cái show đà lạt lulu lola và đặc biệt là mùa hè nóng nực thì vào vào những cái thính phòng Phòng trà nghe nhạc thì rất là tuyệt vời ha không khí mát mẻ và được nghe giọng hát của cường ngọt ngào và có dịp tiếp xúc với đại gia đình thì ai cũng có một cái niềm vui và đó là những cái niềm mơ ước rất là nhiều người mà không có được cho nên mình có cơ hội thì mình cứ tận dụng cơ hội ha hôm nay còn được để yêu thương thì cứ yêu thương hôm nay còn có vé để bút thì cả nhà cứ bút vé ha bút kinh vé thì show diễn thì mây 30 tháng 5 phòng trà mây sài gòn 30 tháng 5 thì link bốc vé là www maysaigon net ha thì cả nhà đặt qua không có giàu đó thì liên lạc với FC liên lạc qua với bà em Hồng Phước Đặng thì mua vé chung được giảm 10% hay gì đó ha thành phần vé thì cả nhà cứ tiếp tục liên lạc ha thì nhiều cái hay cái show hay sẽ chờ đón chờ đợi và chờ đón chúng ta thì may rồi phần trà Bến Thành À, thì Hương cũng nói nhắc hoài thì may thì cũng vẫn còn các loại vé đỏ, vàng và à, đỏ vàng và à, đỏ vàng và xanh ha. Thì à, cái xanh đỏ, vàng, xanh thì cũng còn ha. Thì cả nhà cứ liên lạc chỉ có cái vé màu tím là cái vé thấp nhất là không còn thôi, 500 là không còn thì những phần kia thì còn thì vé show rồi phòng trà Bến Thành, rồi à Lulu Lola Đà Lạt thì nhớ đặt vé mua show xem show cả nhà ơi để ủng hộ ha để ủng hộ cho tiếng hát ủng hộ tiếng hát của cường và để làm gì để cho các bầu show mình cũng giống như là mình tiếp tục hoàng uh, tử phòng vé vậy đó ha show uh, fc của cường uh, lúc nào ha chàng ca sĩ uh, cái tên để mà bà đẩy bán vé hay là cái tên rất là hot và um, vé trong dòng một nốt nhạc như đã đã hết như ngày xưa ha thì cố gắng tại vì hương um, thấy là giống như mình nhiều show liên tục đó thì uh, À, nó nó tiện nữa nó giờ tiện giống như 30 tháng 5 ngày lễ và 1 tháng 6 thì hai hai ngày mình đi một ngày mình đi được hai show cũng rất tiện cho nhiều người và đó là một cái đi show là một cái niềm rất là vui cả nhà cứ thử đi à, <laughs> tiếp tục đi show rồi sẽ ghiền và muốn đi hoài hương ước gì mình cũng có thể được tham gia đi show cùng với mọi người như vậy thì thành phần vé show thì à, à, cả nhà nhớ liên lạc ha và để hương vào trang hồ văn cường fanpage thì hồ văn cường Bay thì à, trang hồ văn cường fanpage thì vẫn là 16 000 người đăng ký và cái trang nhà của con thì vẫn là năm cái poster show ha thì cũng chưa có gì mới để đăng lên mà mọi người nhớ hẹn gặp con cường nói là hẹn gặp cả nhà ha con cường sẽ cập nhật hẹn gặp cả nhà à thì trong những cái show này đây thì còn ba show 30 tháng 5 hồ văn cường à, với thầy lý minh trí nhạc sĩ nguyễn minh cường thông tin cho các show địa vé thì mọi người cũng đã hiểu ha đã hiểu đã hiểu rồi thì hương không không nói qua nhiều nữa chỉ nói là đặt vé xem show và trên cái trang tất cả các trang của bầu show là mây phòng trà bến thành thì cũng đã đăng những cái sự kiện của những cái sự kiện trong tháng 6 thì cũng có tên Hồ Văn Cường xô 30 tháng 5 và 1 tháng 6 rất là nổi mật với hình ảnh rất là đẹp ha mình cũng rất tự hào cuộc đứng chung với những dàn ca sĩ ha dàn ca sĩ và cũng đưa lên trang đầu những cái trang đầu để mà trong cái trang của họ thì đó là niềm vui và tự hào nhất và đặc biệt là lâu lắm rồi cả nhà cũng rất là nhớ Cường và cũng mong gặp lại Cường ha, mong gặp lại Cường để được nghe tiếng hát và để giao lưu. Thì nhớ à, tranh thủ bút xô ha cả nhà vẫn luôn luôn đồng hành yêu thương à, cùng với idol ca sĩ Hồ Văn Cường. Thì trong một cái trong một cái không khí tháng 5 này thì Hương nhớ lại trên cái Facebook nhắc lại ngày hôm qua thì tháng 5 này năm rồi có sự kiện là 28 tháng 5 là show May Cần Thơ mọi người rằng rằng rộ rộ các show đó vé bán hầu như là Hương được biết là khoảng 5 600 phải không cả nhà và show đó là đông nhất và có nhiều quà nhất ha và tặng quà và những lời chúc mừng và quà rất có giá trị ha rất có giá trị trong cái show đó và một cái một cái niềm vui mình cũng nên nhắc lại và chia sẻ tháng năm của năm rồi 2023 thì trong tháng năm này nó có nhiều show hơn ừ, trong tháng này nó có một show nhưng mà giữa tháng 4 tháng năm và tháng sáu thì nó có tất cả năm show thì rất là nhiều và uh, hy vọng là nó cũng sẽ rần rần rộ rộ vui như những cái cái ngày vừa qua ha cả nhà à, mỗi một cái show nó có một ý nghĩa và cái niềm vui riêng thì một cái bài mà hương cũng viết ở ở ở trên hôm qua thì hương cũng chia sẻ nè à, một cái show về miền tây thì à, cộng lại thì hương sẽ đọc lại cái bài này bởi vì nó cũng thấy là hương cũng thấy 20 tuổi cũng hơi hay hay ha thì cũng chia sẻ lại đọc lại cả nhà Cho mình ôm lại như cùng lan tỏa cho con ôm lại những kỷ niệm ngày ngày một năm đây ngày 10 tháng 5 ở đây có cô chú nào về miền Tây rồi chưa ạ à? nếu chưa thì con sẽ dẫn mọi người về thăm miền Tây của con một lần nhé Hồ Văn Cường bài này mọi người biết rồi ha miền Tây quê tôi rất là hay và à, trong một cái uh, clip một cái video uh, Hồ Văn Cường hát ở Ninh Bình con nói cái câu đó rất là ở đây có cô chú nào về miền tây chưa ạ? À? nếu chưa thì con sẽ dẫn mọi người về thăm miền tây của con một lần nhé. Mỗi lần ca sĩ hồ văn cường có so diễn ở đâu thì nơi đó như chảy hội mùa xuân vậy khán giả từ khắp ba miền Bắc Trung Nam và hải ngoại tất cả đều hội tụ về một nơi phủ đầy một màu xanh chuối mỗi show tính trung bình khoảng 400 khán giả thôi tất cả các địa điểm du lịch nổi tiếng đều được FC khán giả Hồ Văn Cường khám phá và tìm kiếm đến tham quan bên cạnh đó các tiểu thương gia mua bán hàng hóa và tặng quà đều trở nên đắt khách hơn các khách sạn nhà hàng nổi tiếng đều được khán giả Hồ Văn Cường ủng hộ một cách rất nhiệt tình và đông đảo nhất Hồ Văn Cường biểu diễn ở ba nơi ở mây Sài Gòn, Đà Lạt và Đà Nẵng. Mỗi nơi đều để lại cái không khí rần rần và náo nhiệt hẳn lên khi có FC Hồ Văn Cường đến, những địa điểm thu hút thu hút khách du lịch ở ba nơi Sài Gòn, Đà Nẵng và Đài, và Đà Lạt. À, bây giờ không còn xa lạ vì với khán giả FC Hồ Văn Cường nữa. Những lần đu show ai cũng có những kỷ niệm để nhớ về nơi mình đến và cùng nghe idol hát và cùng giao lưu. À, bản thân mình từ nước Mỹ xa xôi về cũng có những trải nghiệm thật là thú vị bay cùng mây Sài Gòn Đà Nẵng và phiêu cùng xứ giả cảm xúc Hồ Văn Cường còn hơn 20 ngày nữa show Cần Thơ mới diễn ra mà nhiều khán giả hải ngoại và trong nước đã đi tìm khám phá những danh lam thắng cảnh Cần Thơ hình ảnh sông nước chợ nổi miền Tây được đăng đầy trên các trang Facebook và TikTok bây giờ ai cũng biết câu thần thơ um, câu thơ Cần Thơ rạo trắng nước trong ai đi đến đó lòng không muốn về có thể nói hồ văn cường là đại sứ tiêu biểu quảng à, quảng bá cho ngành du lịch nước nhà chàng trai nhỏ bé ấy góp phần không nhỏ cho việc phát triển quảng bá cảnh đẹp thương hiệu đặc sản khác của từng đặc sản của từng vùng miền khác nhau một sự quảng cáo không thù lao một việc làm tốt giúp cho người và cho xã hội việc làm tốt ấy từ chàng trai bé nhỏ với tâm hồn trong sáng và thơ ngây à, cũng không hề biết không cần suy nghĩ và tính toán thiệt hơn chàng trai ấy chỉ biết mình cống hiến hết mình trái bổng với những đam mê để đáp lại những tấm chân tình yêu thương của khán giả tiếng hát từ trái tim đơn sơ một mặt đầy tình cảm ngọt ngào sâu lắng của sự không ngừng học hỏi tiếng hát ấy ngày càng chiếm được tình cảm của khán giả mỗi bài hát nào hát cũng rất luôn hay luôn có hồn luôn chạm đến trái tim người nghe sứ giả cảm xúc đúng với tên gọi ban giám khảo cuộc thi Việt Nam Idol Kid 2016 đã đặt cho không những chỉ có giọng hát hay mà còn có sự giao lưu tự tin hài hước vui tính bằng những lời nói mộc mạc trong quê thật thà mà vô cùng duyên dáng đã làm cho hàng triệu trái tim phải thổn thức vui buồn vui buồn cùng chàng trai ấy chỉ cần con cứ làm tốt mỗi ngày một chút tâm lành hiện lương thiện đức sẽ giúp cho gia đình, cho đời giúp người và cho giúp cho xã hội cứ gom góp tích lũy công đức rồi sẽ nhận lấy những gì tốt đẹp nhất mà ông trời ban tặng lại cho con. Và kết quả của hôm nay con đã được đền bù xứng đáng. Con đã nhận được rất nhiều tình thương yêu đông đầy mà khán giả khắp nơi dành cho con. Cho đi một thì sẽ nhận lại gấp nhiều lần như thế. Ông trời thật là có mắt. Ở tuổi 20 chàng trai ấy có mấy người tự lo được cho chính mình, cho gia đình và giúp ích cho xã hội. Cho nên Hương mong tất cả những ai có cái nhìn không tốt về Hồ Văn Cường hãy nhìn lại những gì cậu bé đã thể hiện qua cách sống và hành động. Xin biết ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Thì cái bài này một năm rồi ha. Một bài cũng viết rất là hay. Lúc đó thì cũng cảm xúc lắm với cái show Cần Thơ. Và mong rằng những show kế tiếp này thì tất cả khán giả cũng ủng hộ con Cường ha. Theo cái cách mà yêu thương con cường theo cái cách mà mọi người đã trái tim của những người cô những người mẹ luôn luôn thương yêu và không bao giờ rời bỏ con con của mình ha cho dù tất cả có những cái gì xung quanh nó không vui nó không trọn vẹn thì mọi người vẫn tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng với con yêu thì đó là bài và trên đây thì Hương tiếp tục chia sẻ cái gì nữa ta. À, và tiếp tục thì Hương thấy là à, trên à, về à, nói về à, bác Ba Ngọc Sơn thì à, Hương à, Hương cũng à, bác Ba đã có mặt tại à, tại Đức ha thủ đô Berlin của Đức và cùng với à, những học trò và những các ngôi sao ca nhạc à, ca nhạc sĩ nhí à, chuẩn bị cho cái show diễn 11 tháng 5 thì à, À, rất là tuyệt vời và các em các bé các em thiếu nhi các các bạn nhỏ đó mặc dù sinh ra ở trời trời Âu nhưng mà tiếng Việt mà bên đó thì bác ba rất là xúc động bác ba cũng luôn hướng đến những cái việc làm tràn cái năng lượng tích cực à, về yêu quê hương đất nước yêu à, yêu dân tộc Việt Nam à, thể hiện à, tình cảm con rồng cháu tiên giữ gìn cái truyền thống và phát huy của người việt người việt nam phải nói tiếng việt đặc biệt là những thế hệ trẻ và các bé đã biết được hát được bài lòng mẹ tình cha à, thì một sự tuyệt vời và đó là cái lấy show chủ đề tình cha của bác ba là tổ chức và hương rất là um, ngưỡng mộ bác ba ha Mà luôn luôn tràn cái À, truyền dạy cho những cái thế hệ trẻ những cái uh, đạo lý những cái đạo làm con có hiếu và uh, giữ gìn bản sắc dân tộc việt nam thì uh, hương cũng có một cái uh, bác ba livestream thì um, đại hương cũng có uh, thâu lại hương cũng có không biết nó có giữ lại được không không biết có không nữa thì uh, trên một đó thì một cái livestream của bác ba rất là um, rất là tuyệt vời nhất nãy hương làm không biết có thu lại được không thì bác ba cũng chia sẻ ha trên cái livestream mới nhất thì bác ba cũng đã chia sẻ um, chia sẻ về nói về những uh, những em những bé sinh ra tại châu âu thì nãy hương tìm và chia sẻ cho cả nhà nghe ha đoạn vị rất là dài và cái khúc chụp hình um cũng chia lại cái phần mà bác ba chia sẻ nói lại cho mọi người để cảm nhận được cái sự năng lượng và cái sự luôn luôn những điều gì tốt đẹp nhất mà bác ba luôn làm và dành cho thế hệ học trò con cháu cưng của mình một tiếp tiếp tục để học hỏi và phát huy những cái bản sắc dân tộc và truyền thống đạo lý làm con đạo lý làm người người việt nam nói tiếng việt như thế nào ha thì bác ba cũng chia sẻ đây hơn thì... hạnh phúc thật sự ở Việt Nam thì rất là nhiều việc quá bận luôn và nhận được rất nhiều mail email và gửi qua các tin nhắn là các con rất nhiều con hát thuộc tình cha lòng mẹ và thật rất là thực sự rất là xúc động từ anh phúc từ tiểu uh, khách và các it nơi you know. thế giới còn nhiều cái wifi còn nhiều nữa và đang qua đây nữa tiếp tục nữa và đó là cái điều mà khi chúng ta nhớ tới tiếng việt thì nói tiếng việt là chúng ta không quên được một cội coi như là lúc nào cũng một lòng mà hiếu thảo với cha mẹ nhớ về quê đất nước và chúng ta là người việt nam con rồng cháu tiên máu đỏ da vàng dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới chúng ta vẫn đoàn kết và yêu thương giật với nhau đó chúng ta là anh em một nhà đây à, chính là nội dung chương trình lai sâu tình năm 2024 thì bác ba đã bác ba đã có mặt ở Đức ha và cảm ơn những cái cái lúc nào bác ba cũng rất là tốt và truyền những cái năng lượng tích cực dạy dỗ cho thế hệ con cháu đang tiếp bước nối tiếp những cái truyền thống tốt đẹp cao quý của người Việt Nam yêu dân tộc Việt Nam anh em một nhà và hiếu thảo mẹ cha lòng mẹ tình cha hiếu thảo mẹ cha là những cái đạo lý cao căn bản nhất mà à, mỗi người chúng ta cần phải thấu đáo nhất và hiểu nhất trọn vẹn nhất những đặc biệt là những trẻ em lớn lên ở nước ngoài chưa được bao giờ biết được cái nhiều không được biết nhiều không được học hỏi nhiều chứ không phải là chưa được biết nhiều và học hỏi nhiều về lịch sử của người Việt Nam về những cái đặc biệt là cái ngôn ngữ ha nói tiếng tiếng Mỹ, tiếng châu Âu, tiếng nước ngoài ha thì Đức Pháp này nọ thì có rất nhiều nhưng đó là cũng là hãy giữ vững bản sắc dân tộc của người con Rồng cháu Tiên và làm những việc tốt, học hành học hỏi và À, có điều kiện thì uh, vẫn uh, trở về giúp giúp nước, nước nhà ha nước, nước nhà và đặc biệt là uh, quan trọng nhất cái cơ bản nhất vẫn là sự hiếu thảo ha bác ba rất là tuyệt vời và chúc sôi diễn của uh, mấy bác cháu uh, thành công tốt đẹp nhất đó là bác ba ngọc sơn thì uh, trên uh, um, tiếp tục thì uh, trên kênh nhà um, của sơn hạ thì vẫn uh, sơn hạ thì cũng làm những những người những người mà yêu thương cường là những người có tấm lòng rất là uh, nhân ái nè nhân hậu và làm luôn luôn làm những cái việc tốt ha thì bản thân chúng ta đã cũng rất là tự hào và hãnh diện chúng ta là những fan của cường thì uh, hy vọng là những cái team rất là nhân hậu và yêu thương à, còn, cũng xứng đáng ha và xứng đáng với những gì thì uh, chung quanh những người mà yêu thương cường bác ba ngọc sơn chú thị và tất cả đều những là những người rất là tử tế và nhạc sĩ nè cô thầy uh, lý minh trí cô tú quyên thì Hưng biết bên trong đó họ đã làm rất nhiều việc thiện ha việc tử tế và tấm lòng nhân ái rồi um, nhạc sĩ nguyễn minh cường rồi um, bác ba ngọc sơn uh, ca nhạc sĩ sơn hạ rất rất là nhiều người ha. nhạc sĩ sơn hạ thì cũng rất là tấm lòng nhân ái và uh, hương thấy là nhạc sĩ sơn hạ cũng đăng là uh, những bài hát về um, cho chùa cho phật đản uh, và những cái công việc rất là uh, tốt đẹp nhất thì uh, đó là một cái điều mình rất đẩy mình lan tỏa và cuộc sống luôn luôn cần có những tấm lòng như vậy để xã hội này ngày một đẹp hơn ha và văn minh hơn và giúp cho được rất là nhiều người và ở đây chúng ta yêu thương ca sĩ hồ văn cường là chúng ta đã làm được một cái đẹp một cái hay nhất à, những người có tấm lòng rất là nhân hậu và nhân ái nhất và tiếp tục bên đó thì cũng như trang của hương hay trang youtube hương cũng muốn luôn luôn lan tỏa cái đẹp cái hay đến cho mọi người à, chúng ta không có sân si chúng không chúng ta là một người những người việt nam chung một nhà và đặc biệt là chúng ta cùng một tấm lòng hướng về yêu thương ca sĩ hồ văn cường có thể trong một cái tập thể thì có rất nhiều cái ý kiến khác nhau Có cái suy nghĩ trái ngược nhau Nhưng mà hãy yêu thương theo cách riêng của mình ha Và à, trong một cái mạng xã hội Trong một những người à, Thì cũng có rất nhiều tiếng ồn ào ra thị phi Người này thích, người kia không thích Thì à, đó là rất là um, à, bình thường Và chúng ta cứ xác nhận là yêu thương idol ca sĩ Hồ Văn Cường có thế thôi ha Thì trên trang nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì à, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì cũng đăng là những bài hát hết nước chấm thầy trí đẹp trai cháu cường hát hay chú cường mập nhóm tam ca hướng nội quá đỉnh thì cũng đăng lên là liên khúc nhạc nước ngoài của ba thầy ba chú cháu và thầy trò ha tam ca hướng nội thì cũng chúc mừng và mong mong là tất cả tam ca được nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công nhất gặt hái nhiều thành công nhất À, đó thì uh, Tam ca sẽ trình à, rồi thì um, bên uh, nhạc sĩ Sơn Hạ thì uh, ca nhạc sĩ Sơn Hạ thì cũng uh, làm những cái việc mà như Hương nói ha thì trên trang của nhạc sĩ Nguyễn Duú Huy thì cũng có đăng là um, đang nhóm yêu thường để Hương nói thì nhạc sĩ nguyễn nhất huy cũng đang mỗi ngày ha, đang tìm à, đang tìm những cái um, gì nói chung là đang mọi người đang chờ đợi ha, um, đang uh, đang chờ đợi những cái điều gì mà bất ngờ và thú vị nhất sẽ có trong những cái show diễn thì mình sẽ tiếp tục mua vé để mà mình biết được ha, biết được điều điều gì tốt đẹp nhất và điều gì hay nhất và chờ đợi hóng những cái gì nhất những bài hát nào nhất và những tiết mục nào hay nhất thì mỗi một show có điều bất ngờ và thứ gì nhất và trở lại gặp gỡ thì lý minh trí và nhạc sĩ nguyễn minh cường thì với những cái phiên bản và những cái dòng nhạc khác nhau đặc biệt là nhạc sĩ nguyễn nhất huy nữa ha thì và cường sẽ thể hiện từng cái dòng nhạc đó như thế rất là hay và mình sẽ đón nhận ha, nhạc trẻ hay nhạc nước ngoài hay những bài nhạc mới ha và những nhạc A Palace tất cả có thêm những cái gì mới mẻ nhất và hình ảnh mới mẻ phiên bản mới mẻ để mình cùng trao đổi thì cả nhà cứ tiếp tục nghe ha, lắng nghe và um, đặt đặt chiếc vé. Đặt chiếc vé thì uh, chương trình đại học qua Sen thì uh, Hương cũng uh, chia sẻ tiếp nè. Đại học Hoa Sen tiêu chuẩn quốc tế Hai ngày cách đây Có một bài Hương thấy rất là hay Đại học Hoa Sen tiêu chuẩn quốc tế Ba bài học mà nhà văn đọc giải uh, Pulitzer uh, Giáo sư Robert Olin Butler Được học từ người Việt ha Ba bài học mà nhà văn đọc giải đó Giáo sư Robert Olen Butler học được từ người Việt buổi trò chuyện cùng nhà văn Mỹ Robert Olen Butler người đã đọc giải Pulitzer năm 1993 đã để lại nhiều câu chuyện thú vị đặc biệt là những bài học mà ông đã được học trong 3 năm làm việc tại Việt Nam lòng vị tha nhờ lòng vị tha của người Việt ông đã tha thứ và không còn ghét Titi Nissan người mà giáo sư cho là đã góp phần chính đưa giáo sư tham gia cuộc chiến vô nghĩa ở Việt Nam khoan dung biết ơn với những ai che trách mình nhờ đó mà giáo sư đã hóa giải được mối một số nhà phê bình văn học Guarido và à, được người ấy mời viết truyện ngắn và ông đã thành công với thế loại này với thể loại này cuộc không cứng nhắc và làm việc tận tâm nhờ đó mà ông được nhận giải thưởng Pulitzer danh giá khi được mời đến buổi chia sẻ sách dù chỉ có 6 người tham dự, ông không bỏ về mà vẫn ngồi lại đọc và chia sẻ tận tâm tác phẩm của mình. Nào ngờ đâu một trong 6 người đó sau này là người đã bỏ phiếu cho tác phẩm của ông khi cạnh tranh với 5.000 tác phẩm khác. Theo ông, những thách thức luôn có mặt trong khoảng thời gian đầu khi bạn bắt đầu đam mê. Nhưng quan trọng nhất là vững lòng theo đuổi đam mê ấy và sẵn sàng khi một ngày uh, cơ hội đến với mình. Nguồn báo tuổi trẻ và Facebook Huy Nguyễn. À, thì đây là giáo sư tiến sĩ ha một cái bài viết rất là hay và một cách để mà lan tỏ ha chỉ cần bạn làm hết đam mê và nỗ lực và cơ hội sẽ đến với mình à, rất là tuyệt vời thì đó là những cái những cái chia sẻ lan tỏ một rất là hay một cái trường nhờ học được từ lòng vị tha sự phan dung và không cứng nhắc và làm việc tận tâm thì tiêu tiêu mà ba bài học một cái bài viết rất là hay hương cũng chia sẻ lên đây và có nhiều cái hay nữa thì hương sẽ đọc tiếp vào tối chủ nhật thì hôm nay là thứ bảy các diễn giả khách mời thì hoa sen hai 24 tháng 7 tham gia ngay workshop AI và ngôn ngữ nắm bắt xu hướng làm chủ tương lai cùng YouTube bờ virus và các chuyên gia bàn về ứng dụng AI và học ngoại ngữ trong việc học ngay tại trường đại học Hoa sen à, cái link là form chie các diễn giả và cách mời đặc biệt của buổi workshop thạc sĩ thạc sĩ đoàn mỹ tú trường giáo dục à, trưởng phòng giáo vụ hoa văn thương mại thành phố SHC À, tiến sĩ Nguyễn Di An, tiến sĩ quản trị doanh nghiệp Đại học Sư phạm Hoa Đông Trung Quốc, giảng viên tiếng Trung Đại học Hooplit uh, và Hoa văn thương mại thành phố. Thạc sĩ Trần Thị Cẩm Tú, giám đốc chương trình NN2, khoa ngôn ngữ văn hóa quốc tế Đại học Hoa Sen. Uh, virus Đặng Tiến Hoàng, nhà sản xuất uh, âm nhạc, streamer và youtuber, tổng giám đốc uh, 108 Gaming. Tại buổi workshop bổ ích này, các diễn vả và khách mời sẽ chia sẻ về các nội dung liên quan đến xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu nhân sự biết tiếng Trung của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ứng việc ứng dụng AL vào việc dạy và học ngoại ngữ trong thời đại ngày nay giúp giảng viên kết nối với các chuyên gia, cập nhật các xu thế mới trong lĩnh vực từ đó nâng cao chất lượng dạy học. Ngoài ra, các bạn học sinh sinh viên đang quan tâm đến ngành ngôn ngữ Trung Quốc có cơ hội tìm hiểu về ngành mơ học mới của trường đại học Hoa Sen, ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Đặc biệt, các sinh viên đại học Hoa Sen sẽ nắm sẽ được cấp giấy chứng nhận khi tham gia sự kiện. Thông tin workshop 8 giờ đến 11 giờ gửi chủ nhật ngày 19 tháng 5 2024. Địa điểm phòng 204, trụ sở Nguyễn Văn Tráng, trường đại học Hoa Sen, chủ nhật tuần tới ha cả nhà. Đối tượng tham gia dự giảng viên trong và ngoài trường đại học Hoa Sen, sinh viên CTNN2 và học sinh và sinh viên có quan tâm đến ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Thì um... Đó, thì đó là thông tin của trường đại học Hoa sen à, rất là tuyệt vời ha à, nắm bắt xu hướng à, làm chủ trương à, có tất cả là thì thông tin này thì Hương sẽ kết thúc cái video tại đây à, Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ hạnh phúc và bình an nhất Hương chào tạm biệt cả nhà và xin cảm ơn thật nhiều ạ